VTV Digital. Ơi, nghe nè. Đã có những cái lúc mà mình ước là hai đứa không làm chung, không có đồng nghiệp chung, không có sếp chung. Con thầy vợ bạn gái cơ quan ấy là nên tránh ấy. Như mình là con gái thì mình rất là thích được người yêu quan tâm ở chốn đông người. Nhưng mà với người yêu mình thì lại thấy cái việc mà thể hiện cái tình cảm cá nhân như thế thì người yêu mình bị ngại. Hi hi hi, xin chào các bạn, mình là Giang Võ, người sẽ đồng hành cùng các bạn và khách mời trong số podcast Ơi Nghe Nè hôm nay. Nếu bạn là một fan phim Hàn Quốc cũng giống như mình thì có lẽ bạn không thể không biết đến bộ phim đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, Hẹn Hò Trốn Công Sở. Bộ phim được xây dựng với nhiều tình tiết đáng yêu và chuyện tình của các nhân vật được đặt trong bối cảnh là trốn công sở. Xem xong thì ai cũng thấy thích thật đấy. Vậy liệu ngoài đời thực tế khi hẹn hò trốn công sở thì sẽ như thế nào đây? Ngày hôm nay thì mình cũng đã kết nối được với hai nhân vật đã từng trải qua những cuộc tình ở chốn công sở. Hãy xem họ có những chia sẻ như thế nào. Và mình xin được nhấn mạnh rằng podcast ngày hôm nay không phải là đưa ra lời khuyên bạn nên hay không nên yêu đương ở nơi công sở. Bởi vì là khi bước vào tình yêu thì làm sao mà ai nói trước được điều gì, phải không? Podcast ngày hôm nay chỉ là những chia sẻ của những người đã từng ở trong cuộc, để bạn biết nếu bước chân vào những cuộc tình ở chốn công sở thì hãy chuẩn bị tâm lý như thế nào nhé. Và để bắt kịp trend của phim thì ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng nhân vật có một cái kết đẹp sau khi hẹn hò ở chốn công sở. Chúng ta hãy thử lắng nghe xem nhân vật này đã có những trải nghiệm như thế nào nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Mai, năm nay 27 tuổi và hiện tại thì mình đã lập gia đình và có một bé trai gần 3 tuổi. Bé trai 3 tuổi có phải là kết quả của mối tình công sở không Mai? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bé trai 3 tuổi thì là cái kết quả tình yêu của vợ chồng mình. Cái thời gian đầu thì ngày xưa khi mà mình còn gọi là đang tuổi sinh viên ở mộng mơ thì mình rất là thích có người yêu làm cùng công ty để có thể san sẻ cùng nhau thì sẽ rất là lãng mạn. Sáng thì hai đứa chở nhau đi làm, rồi cùng nhau ăn trưa, rồi có thể cùng nhau chia sẻ những cái điều mà có trong công việc. Nhưng mà đến khi mà thực tế trải qua thì thực sự là nó có rất nhiều vấn đề xảy ra. Và có những cái lúc mà tưởng chừng như là hai đứa sẽ phải kết thúc cái mối tình mà mình nghĩ là nó rất là đẹp như thế. Và cũng có những lúc mà hai đứa mình rơi vào cái khoảng thời gian gọi là chiến tranh với nhau ấy, không thể bình thường được. Cứ 2-3 ngày thì lại cãi nhau một lần. Và nó lúc đấy nó làm cho mình cảm giác tinh thần rất là nặng nề. Bạn có thể kể cụ thể hơn được không? Vợ chồng mình thì làm trong cái lĩnh vực là bất động sản. Chồng mình thì làm bên mảng marketing. Và mình thì làm ở bên bộ phận kinh doanh. Nghĩa là mỗi bạn sẽ làm ở một cái dự án khác nhau. Nhưng mà vì là chồng mình là phụ trách marketing tổng cho cả công ty nên là cũng không thể rất là khó tránh những cái đoạn những cái giai đoạn mà cũng phải làm việc chung. Thì mình thấy cái điều khó khăn nhất khi mà làm việc chung ấy thì đó là khi mà hai người không cùng một cái quan điểm ở trong công việc. Bởi vì là qua quá trình mình làm việc thì mình thấy là tư duy của những cái người làm marketing nó rất khác với tư duy của những người làm kinh doanh một phần nào đấy. Thế nên là đôi lúc bọn mình bị bất đồng cái quan điểm với nhau trong công việc và nó mang cái bực tức đấy vào trong cái cuộc sống thường nhật. Thế là từ cái việc là làm công việc nó dẫn đến cái việc là nó bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của hai đứa. Sau đấy thì các bạn có mang cái chuyện ở công ty ra để hờn dỗi nhau tiếp trong cái lần hẹn hò của mình không? Cũng có, bởi vì thực ra là cái cảm xúc, đặc biệt là mình nghĩ là cái cảm xúc của con gái ấy, thì nó đôi khi nó không được rành mạch và rõ ràng. Ví dụ như là bản thân mình thì rất thích cái sự lãng mạn và rất thích những cái cử chỉ quan tâm gọi là từ tinh tế và nhỏ nhất. Mình cá nhân mình thì mình thấy là như thế. Khi mà làm việc chung ấy thì đôi khi người yêu lại có những cái lời nói mà mình cảm thấy là đây không phải là người yêu của mình. Mình cảm thấy là cái tình gọi là gì nhỉ, nó nói hơi quá lên một chút thì là tình cảm của người yêu mình dành cho mình lúc đấy nó bị làm sao ấy. Thế là mình lại tự suy diễn, rồi tự buồn, rồi mang những cái điều đấy hờn dỗi người yêu. Và có những cái lúc mà vì công việc mà bọn mình đã chiến tranh lạnh với nhau suốt mấy ngày liền, không nói chuyện với nhau.
Rồi rất đơn giản như là khi mà làm chung một công ty thì mình thì rất là thích là được đi ăn với người yêu buổi trưa hai đứa cùng nhau đi ăn. Nhưng mà chồng mình thì đôi khi người yêu mình ấy, chồng mình hiện tại cái thời điểm đấy thì đôi khi anh ý lại không 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 muốn đi với người yêu vì sợ là thể hiện tình cảm nơi công sở thì sẽ bị mọi người đánh giá, và chồng mình đi ăn với đồng nghiệp và đôi khi còn bỏ quên mình thì cứ ngồi chờ rồi chồng mình sẽ đi ăn mất rồi. Thế đến lúc mà khi mà nhắn tin hỏi thì anh ấy nói là anh ấy đi ăn mất rồi. Thế mà tự nhiên là mình cảm thấy mình bị tủi thân, mình bị lạc lõng, thế là lại mang cái giận hờn đấy về nhà. Cái lúc mà giận hờn như thế thì là có ngại khi mà đến công ty không, và đồng nghiệp xung quanh biết hai bạn đang giận hờn hay không? Thực ra là cũng có đấy, bởi vì là khi mà cả công ty biết hai người là một đôi ấy, thì chỉ cần một cái thái độ khác lạ một chút xíu thôi là mọi người sẽ hỏi, và cái cảm giác của mình lúc đấy đôi khi nó bị mất đi sự riêng tư. Rõ ràng là mình đang giận người yêu nhưng mà khi mà đến công ty thì mình lại phải cố tỏ ra là bình thường để tránh cái sự hỏi han từ mọi người. Nhưng mà lúc đấy thì thực tế là cái bản thân mình cảm thấy là không thoải mái vì cái cảm xúc của mình nó bị kìm nén ấy. Nên là đôi khi những cái giai đoạn như thế thì cảm thấy là làm việc nó sẽ không được hiệu quả. Khi mà làm việc chung trong một cái công ty như thế thì khi mà một trong hai người có vấn đề thì phản ứng của đồng nghiệp là như thế nào? Công ty của mình này nó cũng khá là lớn nhưng mà về cái nhân sự thì nó cũng khá là tinh lọc ấy, nên là gần như là mọi người trong công ty thì ai cũng biết nhau, và khi mà một một trong hai người mà gặp vấn đề gì đấy thì người kia sẽ bị hỏi, và lúc đấy thì bản thân mình thì không 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 muốn, bởi vì khi mà người kia gặp vấn đề ấy, thì tự nhiên mình cũng bị mọi người chú ý theo ấy, cảm giác mà nó không được thoải mái, nó cứ bị phụ thuộc vào người kia ấy. Có cái giai đoạn nào mà bạn ước gì rằng là mình sẽ không cùng chung công ty với là người yêu của mình không? Đã có những cái lúc mà mình ước là hai đứa không không làm chung, gọi là không có đồng nghiệp chung, không có sếp chung, không làm chung với nhau, thì có lẽ là lúc đấy mình sẽ cảm thấy là mình bớt áp lực hơn. Và khi mà làm việc ở công ty đôi lúc nó có những cái căng thẳng thì khi mà về nhà ấy, khi mà gặp người yêu ấy thì mình sẽ được giải tỏa nó. Đã có những lúc mà mình nghĩ như thế, bởi vì có những cái thời điểm mà ở công ty làm việc ở stress xong xong lại mang cái stress và bực dọc đấy về nhà, và hai đứa cùng stress nó cộng vào với nhau ấy thì nó rất là kinh khủng. Và cái thời điểm đó thì nếu mà theo vị trí thì mình vẫn là nhân viên của người yêu mình đúng không? Đúng rồi. Như thế thì bạn có cần phải nỗ lực nhiều để làm việc thăng tiến mà không bị mang cái tiếng là nương tựa vào người yêu không? Có đấy. Vì đôi khi mình cái thời điểm đấy đôi khi mình có lúc mình có cái cảm giác là cái những cái thứ mà mình làm ấy đều bị gắn mác là vì có người yêu làm ở đấy. Đôi khi là bản thân mình rất là nỗ lực nhưng mà cảm giác là nó luôn luôn gắn liền với tên tuổi một ai đấy thì nó làm mình cảm giác nó không không được thoải mái. Cũng có thể là do cái thời điểm đấy mình còn trẻ, cái suy nghĩ của mình nó chưa được gọi là quá chín chắn và rạch ròi trong mọi thứ, nên là cái cảm giác nó khó chịu, cảm giác hiếu thắng của tuổi trẻ. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút là trong cái thời gian mà hai người làm chung công ty và có một cái mối tình như thế thì người yêu của bạn thời điểm đó và chồng của bạn hiện tại có những cái chia sẻ gì không? Đến cái thời điểm bây giờ khi mà nhìn lại thì chồng mình có nói đó là ở cái việc mà làm cùng với nhau như thế thì nó sẽ có một cái lợi, đó là hiểu được cái công việc của nhau để có thể thấu hiểu cho nhau. Nhưng có một cái đó là đôi khi sẽ bị cảm giác là chồng mình cũng không thoải mái. Chồng mình muốn là nếu như mà chỉ có hai người riêng tư với nhau, hẹn hò riêng tư với nhau thôi thì là sẽ thể hiện tình cảm cá nhân với nhau, nhưng mà khi mà ở một cái nơi tập thể dù là trong các cái cuộc đi chơi thì đôi khi có người yêu đi cùng sẽ cảm giác là sợ cái này sợ cái kia. Như mình là con gái thì mình rất là thích được người yêu quan tâm ở chốn đông người chẳng hạn, vì lúc đấy cái cảm giác của mình là con gái ấy, thì giống như là mình được nâng niu ấy. Nhưng mà với người yêu mình thì lại thấy cái việc mà thể hiện cái tình cảm cá nhân như thế thì người yêu mình bị ngại, tại sợ mọi người là đánh giá này kia, thế là người yêu mình lại lại không làm cái điều đấy, nghĩa là nó không được như cái sự kỳ vọng của mình ấy,
Nên thành ra đôi khi có những cái cuộc đi chơi tập thể cùng công ty về, thành ra xong hai đứa lại bị gọi là có hơi chiến tranh với nhau nhẹ một chút. Thế là từ đi chơi cho nó vui vẻ, cho nó thư giãn, cho nó xả stress ấy, lại thành là stress hơn đúng không? Đúng rồi, lại về lại trách là tại sao anh lại không làm điều này, tại sao anh lại không như này, anh không như kia. Thế là thành ra là sau khi đi chơi về lại cảm thấy là stress hơn. Bây giờ thì không quay ngược lại thời gian được nữa. Thế nhưng mà nếu giả sử như quay ngược lại được thời gian thì bạn có muốn làm cùng công ty với chồng hiện tại của mình hay không? Mình nghĩ là có, bởi vì sao? Bởi vì khi đến cái thời điểm bây giờ ấy, khi mà hai đứa đã làm việc ở hai cái mảng khác nhau và không cùng làm chung nữa, thì mình vẫn hiểu được cái lý do vì sao chồng mình, cái cường độ công việc của chồng mình, cái khối lượng công việc của chồng mình, và mình biết, mình hiểu được vì sao là chồng mình lại có ít thời gian dành cho gia đình hơn. Đó là vì chồng mình đang nỗ lực, và mình hiểu được cái điều đấy, và nó sẽ không có những cái giận hờn vu vơ, trách móc rằng tại sao cuối tuần anh lại không được nghỉ, cuối tuần anh không dành thời gian cho vợ cho con, mà mình thấu hiểu được cái điều đấy. Thì và mình có thể là cái người bây giờ là cái người mà có thể chia sẻ với chồng mình những cái công việc của chồng mình diễn ra hàng ngày, và cho chồng mình những cái lời khuyên để anh ấy có thể giải tỏa được bớt những cái căng thẳng, những cái stress, và có được đôi khi nó là những cái lời khuyên để mang lại những cái hướng giải quyết mà đang gặp vướng mắc trong công việc. Khi mà đã đi đến được một cái kết thúc viên mãn, happy ending như bây giờ, thì bạn có chia sẻ gì để khi mà tình yêu mà lỡ chốt lại ở nơi môi trường công sở thì mình phải ứng xử sao cho chuyên nghiệp hay không? Sau khi mà bọn mình đã trải qua một cái thời gian có một cái chuyện tình ở công sở ấy, thì mình thấy cái việc mà quan trọng nhất đó là chúng ta rạch ròi được cái chuyện cá nhân và chuyện công việc. Nghĩa là chúng ta đừng mang hai cái vào với nhau để nó bị ảnh hưởng đến nhau. Và có một cái điều mà mình rút ra đó là khi mà mình có vấn đề gì đấy, mình cảm thấy không thoải mái, thì mình nên nói ra chứ đừng im lặng. Và mình mong muốn điều gì, mình hãy nói ra mong muốn của mình với đối phương, thì biết đâu đấy đấy cái điều mình mong muốn đối phương không hề biết. Và khi mà thẳng thắn nói chuyện với nhau như vậy thì hai người sẽ đi được đến một cái cách giải quyết phù hợp để có thể duy trì và có được một cái kết đẹp. Rất là cảm ơn với những cái chia sẻ về câu chuyện của bạn ngày hôm nay. Ơi nghe nè, xin chúc cho gia đình của bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc dù ở bất cứ hoàn cảnh nào nhé. Mình cảm ơn. Đó là câu chuyện của một cặp đôi có cái kết hạnh phúc. Thế nhưng chúng ta đều hiểu rằng có rất nhiều khó khăn và trở ngại phải vượt qua. Vậy thì với một cặp đôi không có cái kết đẹp thì sẽ còn là những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một nhân vật đã phải hai lần chuyển việc sau khi chia tay mối tình công sở nhé. Trước đây ấy, thì mình cũng có hai mối tình là với đồng nghiệp cùng cơ quan. Thì lần đầu tiên thì hồi đấy mình cũng vô tư lắm, mình cũng không có suy nghĩ gì đâu. Bọn mình cũng không phải là kiểu phô trương, cũng không phải là đi chơi, chụp ảnh đăng Facebook các thứ. Nhưng mà cũng không có ý định là quá giấu giếm hay gì cả. Thì sau một thời gian, các cái đồng nghiệp khác trong công ty thì cũng nhận thấy ra. Thì sau đấy thì bọn mình chia sẻ cũng khá là bình thường và cởi mở thôi. Nhưng mà rất tiếc sau một thời gian thì bọn mình có các cái trục trặc, sau đấy là dẫn đến việc chia tay. Thì khi chia tay thì bạn cũng biết đấy, là cũng cũng nhiều cảm xúc mà, nên là cũng không muốn nói chuyện với, tức là không có muốn kể cái chuyện chia tay đấy với ai. Thì mình biết là mọi người sẽ hỏi lý do rồi các cái chuyện sau đó nữa, nên là mình cũng không muốn nhắc đến nhiều. Tuy nhiên là trong công ty thì cũng có một số đồng nghiệp là đôi khi người ta cũng vô tình khơi gợi lại cái chuyện tình cảm của mình với anh đồng nghiệp. Mặc dù là bọn mình là ở làm việc ở khác bộ phận nhau ấy, nhưng mà dù sao thì cũng là cùng cơ quan, nên là cũng không thể là tránh mắt được 100%. Ví dụ như là trong các cái cuộc họp của cơ quan hay là trong những các cái chuyến đi chơi của cơ quan ấy, thì bọn mình đôi khi được sắp xếp cùng team cơ, thì lúc đấy thực sự thấy là rất là ngại và cũng không có thoải mái lắm. Dù gì thì sau khi chia tay cho là coi nhau là bạn bè thì cũng không thể là
giống cái cảm xúc của mình, dù sao cũng không thể giống như những với các cái đồng nghiệp khác hay là với các cái bạn bè bình thường khác được. Thì vì mình cảm thấy như vậy, kiểu không thoải mái lắm ấy. Mỗi lần có các cái công việc phải cộng tác giữa các cái phòng ban với nhau, sau đó thì mình cũng tìm được một cái công việc có thu nhập tốt hơn, nên là cuối cùng mình đã quyết định là chuyển sang làm cho một cái công ty khác. Và lúc nãy thì bạn có chia sẻ là bạn có hai mối tình đúng không? Vậy thì mối tình thứ hai của bạn là lại tiếp tục là hẹn hò công sở phải không? Đúng là kiểu nghĩ lại thấy vẫn rất là kiểu mình rất là dại ấy. Kiểu dù sau cái mối tình đầu tiên ấy và chịu rất nhiều những cái kiểu xì xào của mọi người rồi, nhiều lần có cảm giác không thoải mái, nên là mình cũng hiểu được cái câu nói tức là con thầy vợ bạn gái cơ quan ấy là nên tránh ấy. Thì mình cũng tự nói với bản thân là đúng là không bao giờ có kiểu dũng cảm để hẹn hò công sở thêm một lần nào nữa, nhất định là như thế, bởi vì sẽ không muốn làm khó cho bản thân mình cũng như là không muốn làm khó cho những cái người khác. Bởi vì từ đấy là mình xác định là kiểu công việc là chỉ đơn thuần là công việc thôi, không có xen các cái yếu tố tình cảm vào. Tuy nhiên ấy, thì cái công việc tiếp theo của mình thì do cái đặc thù nghề nghiệp là thường phải làm thêm giờ và làm đến muộn. Thì đợt thời gian đấy thì mình mới vào nên có một anh đồng nghiệp thì cũng khá là quan tâm mình ấy, rồi cũng thường xuyên hỏi han. Rồi những lúc mà mình kiểu làm muộn thì anh cũng có mua đồ ăn rồi kiểu khích lệ mình. Thì thực ra cá nhân mình là con gái mà, thì nếu mà được quan tâm như thế thì cũng phần nào đấy xao động chứ. Thế nên là dù mình đã cố gắng là vẫn kiểu quyết tâm với cái suy nghĩ của mình, đó là sẽ không có hẹn hò công sở một lần nào nữa. Nhưng mà với cái sự quan tâm của anh ấy và mình, và anh ấy cũng có tình cảm với mình ấy, nên là cuối cùng chúng mình đã trở thành một cặp đôi và hẹn hò. Tuy nhiên là mình với cái lần này thì mình đã giao hẹn và có chia sẻ với anh là rõ ràng ngay từ đầu đó là bọn mình sẽ giữ bí mật hoàn toàn đấy, để lúc mà ví dụ như là tương lai không nói trước được mà, thì có chuyện gì cũng sẽ không gây khó xử cho đối phương. Sau một thời gian đấy thì các cái đồng nghiệp khác trong công ty mình ấy, thì mọi người chắc là cũng nhận ra được một chút sự khác thường, hoặc là cái cách mà anh quan tâm mình quá thì có lẽ là mọi người cũng sẽ có thể đoán ra được. Thì cũng có đồn đoán rồi cũng có kiểu đùa đùa rồi cũng có gán ghép này nữa, nhưng mà bọn mình thì vẫn kiểu im lặng và mình vẫn kiểu từ chối, mình vẫn kiểu nói đùa đùa kiểu ôi em mà được làm bạn gái anh ấy thì kiểu vinh dự quá, được thế thì còn gì bằng. Mình cũng hay đùa đùa kiểu thế để mọi người không nghĩ gì ấy. Thì sau một khoảng thời gian tầm gần một năm ấy, thì bọn mình có những cái khúc mắc mà không có giải quyết được và cuối cùng là chia tay. Thì dù khi chia tay thì bọn mình cũng xác định là vì dù sao cũng làm cùng công ty là đồng nghiệp ấy, thì vẫn giữ là bạn bè thôi và cũng sẽ không nói cái chuyện là đã từng yêu nhau hay là đã từng chia tay cho ai cả. Tuy nhiên là có một số lần là mình thấy anh ấy đối xử thân thiện và kiểu quan tâm với một số các cái đồng nghiệp nữ khác, thì mình lại cảm giác như thế nào đó rất là kiểu khó diễn tả, cảm giác cũng không có thực sự là thoải mái lắm ấy. Thì sau một thời gian thì bây giờ mình đã chuyển sang một công việc mới ở một cái công ty khác. Và thú thực là sau hai lần hẹn hò, sau hai cái mối tình công sở này thì mình chắc chắn là sẽ không có bao giờ kiểu nghĩ đến chuyện đấy nữa. Chắc chắn là như thế. Lần này chắc chắn mình sẽ làm được. Qua câu chuyện của hai nhân vật vừa chia sẻ, Ơi Nghe Nè hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn của người thật việc thật, để nếu lỡ tiếng sét ái tình chiếu trúng vào bạn ở chốn công sở thì bạn cũng biết nên làm gì cho phù hợp nhất. Mong rằng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau dù là trong bất cứ tình huống nào các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe Ơi Nghe Nè số hôm nay, chương trình do VTV Digital thực hiện.
Đừng quên để lại bình luận, quan điểm của các bạn về chủ đề ngày hôm nay hoặc gửi câu chuyện của các bạn về địa chỉ podcastvtvdigital@gmail.com. Và nếu các bạn thích chương trình này, hãy ủng hộ đội ngũ làm chương trình một nút like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!